Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ test con Neutrona EVS345 số tiếng này nhé. Ở đây là tương đương với cái nút nguồn luôn, chúng ta bật lên khi là chúng ta có thể khởi động được. Khi chúng ta đưa vào thì điện nó sẽ tự động quay luôn. Thanh nghe rất hay. Âm thanh nghe hay quá các bác ạ, tiếng rất sáng luôn. Ít khi nào chúng ta có thể có một cái mâm thang tự hành sách tay mà có thể âm thanh tốt như thế này, lo nghe rất sướng. Ok, xin cảm ơn tất cả các bác đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.